Nhận ra chị.
Vì chị chỉ có một cặp mắt khác, cặp mắt của một con thú săn mồi. Nhưng tôi cấm chị, tôi cấm chị không được phép gặp lại chồng và con của chị. Họ là của tôi quyết bảo vệ tất cả những gì mà tôi cần phải bảo vệ. Cái gì? Bảo vệ tất cả những gì mà chị cần bảo vệ à? Chị tôi có cướp cái gì của chị đâu. Chồng chị và con đó, còn con, con của chị và con đó chứ có mất đi đâu. Dập dội quý phái và sự tôn kính của mọi người đối với chị và con đó kia mà. Nhưng tất cả những cái đó có thể bị sụp đổ nếu như sự thật về chị bị lộ ra trước mắt của mọi người. Tôi xấu xa đến vậy sao? Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây để chị khỏi lo sợ những gì xảy ra? Đã hai liều cay đắng xót xa vì cái tên, vì con trai tôi, chỉ cần chị. Gần với chúng tôi, rất gần với chúng tôi đó, chị có biết không? Gần ư? Gần đâu? Xa lắm. Vậy mà tôi cứ tưởng giữa tôi với các người đã là vật thành cánh ngang, một không gian vời vợi, một con trời xa. Bóng dáng của chị lởn vởn ở đây nữa. Đây, một chút để chị trả nợ và đi dự. Chị cần phải thu xếp đi gấp ngay đêm nay càng tốt. Nếu không, tôi buộc lòng. Nói tiếp đi. Buộc lòng phải làm cho mi lê tóc vàng cũng phải chết. Mà lần này là chết thật đấy. Chị hiểu rồi đấy. Tôi đã học được cách hành động của bà mẹ chồng tôi. Chào chị. Khoan đã. Thằng còn lấy con tôi, nó có yêu chị không? Tôi đã cố gắng để thay người mẹ của nó. Một người mẹ đã chết.
Hãy thế người mẹ đã chết. Đúng rồi, mình phải đi thôi. Phải đi để khỏi ảnh hưởng tới chồng bạn cô. Này cô em. Lại là anh đấy. Cô định đi đâu đấy? À, sơ dịch thôi mà. Chúng ta có thể uống với nhau một ly có được không? Ok, mời anh. Xin mời cô. Mời anh. Cô có cặp đùi tuyệt đẹp. Tại sao đàn ông các anh lại cứ thích xếp đón phụ nữ qua cặp đùi mà không hề đả động gì đến trí thông minh của họ? Vì phụ nữ thích để lộ cặp đùi hơn là để lộ trí thông minh. Anh chân mệt vì tôi đấy à? Tôi rất mê cô. Anh yêu tôi lắm mà. Tôi yêu cô nhiều lắm. Muốn rồi, tôi sắp phải đi xa rồi. Cô sắp phải đi xa à? Anh có muốn tôi kể một câu chuyện về cuộc đời tôi cho anh nghe không? Tôi rất muốn nghe cô kể về cuộc đời của cô. Vậy thì anh nghe nhá. Ngày xưa kia tôi hồn thời đã sống chốn quê quỷ thương gia nhân trên đời. Bây giờ cô hãy đi theo tôi đến gặp ngài thống đốc.
con nữa chứ. Để làm gì? Để cho Holly Anderson sống lại. Ôi, không, không, lấy chúa. Rồi cứ lấy tôi, rồi cái nước Mỹ sẽ làm trùm bén lên. Tên tuổi, danh dự của họ sẽ bị xúc phạm. Cô không muốn trả thù cho cái chết của cô à? Trả thù cho sự đau đớn 20 năm trời của cô à? Rồi họ sẽ không thể nào chịu nổi một sự nhục nhã như vậy. Tôi nghĩ họ cũng không thể nào chịu nổi. Vậy thì? Vậy thì khi ấy hai ta muốn đòi bao nhiêu họ chẳng đưa chẳng trả. Gia đình ấy giàu sang quyền quý, $1,000,000 thì có đáng là gì? Mày, mày là món bỡ để ta moi tiền. Không, không, thì đi theo tao đi gặp ngài thống đốc. Nhanh lên, không, tao đi. Nhanh lên, tao ra. Nhanh lên, chúng tao ra. Nhanh lên, đi. Tiếng điều thì hãy đi theo tao. Đồ có lý. Đi, nhanh lên. Không, tao không đi. Thì tao không hả? Tao không đi. Mày có đi không? Không, tao không đi. Tao sẽ lôi cổ mày đi như một con chó. Đồ con lừa, tao nhắc lại. Mày có đi với tao hay không hả? Buông tao ra. Buông tao ra. Đi không? Thôi được rồi. Được rồi. Tôi sẽ đi với anh. Nhưng anh phải cho tôi trang điểm lại một chút đã. Như thế có phải là biết điều hơn không nào? Như thế có phải là hay hơn không nào? Mày nên nhớ, tao đã muốn gì thì không ai có thể cản ngăn tao được. Lạy Chúa lòng thành, xin hãy tha thứ cho con một lòng sống cùng Sullivan. Holly, buộc lòng bỏ bỏ cái con chó lừa xuống đi, Holly. Phải gì anh? Holly không thể làm Holly đó. Holly, tôi phải giết anh. Thay mặt cho tòa án New York kết án bị can tội tử hình, thế nào ông luật sư? Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là luật sư Clay Anderson. Thưa tất cả mọi người, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tin ở một vị sĩ quan cảnh sát có đủ kinh nghiệm để biết rằng bị cáo giết người đang trong cơn sốc tinh thần, không làm chủ được mình. Tôi xin cung cấp cho mọi người hồ sơ phạm pháp về cuộc đời của Sullivan. Đây chính là bằng chứng lấy từ sở cảnh sát liên bang Hoa Kỳ. Tôi phản đối. Hồ sơ của người chết không cần thiết cho vụ án. Sao lại không cần thiết thưa ngài công tố? Tôi xin cung cấp cho mọi người hồ sơ phạm pháp của kẻ bị giết. Năm 1945, hắn bị tù 3 tháng vì tội ăn cắp. Năm 1955, hắn bị kết tội về cưỡng bức một người phụ nữ. Năm 1963, bị kết tội cưỡng đoạt tài sản của một người phụ nữ. Như vậy các vị đã thấy đấy, tất cả hồ sơ phạm pháp về cuộc đời của Sullivan đều nhằm vào những người phụ nữ. Thưa các vị, xin các vị lưu ý rằng ông luật sư đang lái các vị sang một hướng khác. Thay vì xử tội bị can, ông ta là một tội người bị giết. Thôi, hãy ngược lại đi. Xin được tranh tụng làm chi nữa. Tôi phải ngồi đây chờ đợi đến bao giờ? Kìa bà,
bà Hơn. Lần đầu tiên gặp bà, tôi đã có cảm giác có một điều gì đó rất gần gũi. Tôi sẽ cố gắng để bảo vệ cho bà. Tôi sẽ lại giết hắn. Đó là sự thật. Tất cả